Xin chào tất cả mọi người. Đây là một thùng thuốc diệt mối BMC90 mình vừa mới khui ra. Sẵn tiện mình vào quay video này để cho mọi người xem trực tiếp sản phẩm. Thuốc BMC90 này là nó dạng bột. Bên trong nó màu xanh nhạt. Khi mà mình sử dụng thuốc BMC90 này để đạt hiệu quả cao nhất thì chúng ta nên nhử mối trước bằng cái hộp nhử mối này nè. Hộp nhử mối của công ty Thành Công mình luôn. Có nghĩa là khi mà nhà bạn bị mối ăn thì đầu tiên chúng ta bị mối ăn nhưng mà mối màu trắng nha mọi người. Thì đầu tiên chúng ta nhúng ướt cái hộp nhử mối này. Sau đó chúng ta đặt vào những cái đường mà mối nó đang đùng lên nó ăn á. Thì chúng ta đặt cái hộp này nhử trong 15 ngày. 15 ngày bắt đầu chúng ta mới mở cái hộp này ra. Chúng ta lấy cái thuốc BMC90 này lắc kỹ. Lắc kỹ sau đó là xịt dạng phun xương đều hết cái hộp. Tại vì là trong hộp khi mà mình nhử 15 ngày là mối nó vô rất nhiều rồi. Thì mình mới mở hộp ra. Sau đó mình lấy cái thuốc BMC90 này. Mình xịt một chai BMC này thì xịt được 2 hộp nha mọi người. Mọi người không nên xịt quá nhiều thuốc. Tại vì xịt nhiều là nó sẽ đè con mối, nó chết tại chỗ, nó không có rút về tổ được. Nên là mọi người xịt dạng vừa phải, đủ lượng thuốc dính trên con mối là được rồi. Lưu ý là khi xịt mọi người nhớ xịt nhanh tay và xịt kỹ. Rồi đặt cái hộp nhử mối lại đi chỗ cũ. Để cho mối nó dính thuốc là nó tự động nó rút hết về tổ. Nó sẽ lây qua con mối chúa. Nó lây lan cả tổ và diệt được tận gốc luôn. Loại này thì bên mình sử dụng rất là lâu rồi, rất là hiệu quả. Chỉ có điều là khi mà mọi người làm là mọi người phải thực hiện đúng trình tự các bước. Khi mà bên mình cung cấp sản phẩm BMC90 với hộp nhử mối là bên mình có gửi kèm một cái tờ hướng dẫn sử dụng. Trong đó có 3 bước thì mọi người cứ làm theo cái 3 bước đó thì nó sẽ đạt hiệu quả cao. Mọi người cũng biết là mối là nó rất là dễ lây lan. Nên là trong quá trình làm là chúng ta nên làm kỹ một chút thì nó sẽ diệt được tận gốc. Tránh trường hợp mà diệt còn sót thì một thời gian lâu dài nó sẽ đùng nó lên nó ăn lại. Nên là trong quá trình làm có gì thắc mắc thì mọi người cứ alo trực tiếp cho mình. Loại này là gọi là diệt mối dạng như là sinh học đó mọi người. Là khi mà mọi người xịt là xịt mà con mối nó dính thuốc là nó tự động rút hết về tổ. Và về tổ nó sẽ phát dịch, nó lây lan từ con này qua con kia. Nó lây được con mối chúa ở trong lòng đất là mình mới diệt được tận gốc. Thực hiện các bước sử dụng hộp nhử mối và thuốc diệt mối BMC90 này đúng trình tự các bước là sẽ đạt hiệu quả rất là cao, an toàn nữa nha mọi người. Rồi, khi mà mọi người sử dụng có gì thắc mắc thì cứ alo trực tiếp cho em nha. Rồi, em xin chào tất cả mọi người nha.